Trong bối cảnh phương Tây gia tăng sức ép với hàng loạt lệnh cấm vận nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã bất ngờ tung ra một chiến lược phản đòn mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc chuyển hướng thương mại sang các đối tác mới, Nga còn kích hoạt các nguồn lực dự trữ khổng lồ, bao gồm kho báu tỷ đô từ vàng, dầu mỏ và nguồn quỹ quốc gia bí mật. Giữa thế trận cấm vận siết chặt, nước đi này không chỉ nhằm củng cố nội lực Nga mà còn thách thức sự phụ thuộc kinh tế của phương Tây, khiến cuộc chơi địa chính trị trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Nếu bạn ủng hộ Nga, hãy bình luận 1. Nếu bạn thấy phương Tây chiếm ưu thế trong việc gây sức ép cấm vận lên Nga, hãy bình luận 2. Đừng quên like và subscribe kênh để cập nhật các video mới nhất từ Ghiền Địa Lý. Phương Tây áp 17.000 lệnh cấm vận đối với Nga. Nga đang rơi vào tình trạng khủng hoảng phức tạp do cấm vận bùa vây từ nhiều phía. Hàng loạt lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây đã khiến nền kinh tế Nga gặp khó khăn với những tổn thất nặng nề và có khả năng kéo dài trong nhiều năm. Nga đã bị phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối tại các ngân hàng nước ngoài, khiến Moscow không thể sử dụng nguồn lực này để ổn định nền kinh tế hoặc hỗ trợ đồng nội tệ. Các ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT, gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động thương mại và làm tê liệt thanh toán quốc tế, khiến Nga gặp khó khăn trong việc thanh toán cho các nhà cung cấp và đối tác quốc tế. Các nước EU đã hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga, làm giảm đáng kể doanh thu từ xuất khẩu năng lượng, vốn chiếm hơn 40% ngân sách nhà nước Nga. Lệnh cấm vận đã cắt đứt Nga khỏi chuỗi cung ứng thiết bị công nghệ cao, bao gồm linh kiện điện tử, phần mềm và máy móc công nghiệp, khiến Nga khó duy trì sản xuất trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không, năng lượng và quốc phòng. Hiện Nga không còn nhận được các linh kiện lưỡng dụng có thể dùng để chế tạo vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều doanh nghiệp quốc tế đã rút khỏi Nga, làm gián đoạn hoạt động sản xuất trong nước và gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Các lệnh trừng phạt đã khiến đồng rúp suy yếu, làm gia tăng áp lực lạm phát và đẩy giá cả hàng hóa lên cao. Người dân Nga đối mặt với mức sống giảm sút do giá thực phẩm và năng lượng tăng mạnh. Với chi phí quốc phòng leo thang do chiến sự ở Ukraine, chính phủ Nga đang chịu áp lực kép từ việc thâm hụt ngân sách và khó tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Có thể thấy, Nga hiện đang phải đối mặt với một tình thế nguy cấp, bị bóp nghẹt về tài chính, hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn và công nghệ, trong khi các nguồn thu từ năng lượng giảm mạnh. Nga ngày càng bị cô lập và bắt buộc phải có những chính sách chiến lược để đối phó với mục đích là giữ hàng trăm tỷ đô la ngoài tầm phong tỏa của phương Tây. Cách Nga dự trữ hàng trăm tỷ đô la khỏi tầm với phương Tây. Theo nhóm nghiên cứu thuộc chương trình quốc phòng và an ninh của RAND châu Âu, từ khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã đẩy mạnh việc thu mua vàng với tốc độ chưa từng có trong thập kỷ qua. Điều này đã đưa Nga trở thành một trong những quốc gia có kho dự trữ vàng lớn nhất thế giới với tham vọng trở thành nhà sản xuất vàng hàng đầu toàn cầu. Theo số liệu từ năm 2023, Ngân hàng Trung ương Nga đã mua vào 1.300 tấn vàng, dẫn đầu thế giới về mua vàng. Đặc biệt, vào tháng 8 năm 2023, Bộ Tài chính Nga đã khởi động lại kế hoạch mua ngoại tệ và vàng sau 18 tháng bán ra liên tục để hưởng lợi từ giá dầu cao hơn. Chỉ riêng trong tháng 9, Nga đã tăng gấp 7 lần lượng vàng mua vào và phân bổ thêm 11 tỷ đô la Mỹ cho dự trữ, nâng tỷ trọng vàng trong dự trữ lên 30,8%, mức cao nhất từ năm 1999. Nga cũng chiếm khoảng 10% tổng sản lượng vàng toàn cầu và đứng thứ hai thế giới về sản xuất vàng. Vàng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh tế của Nga, không chỉ vì đây là tài sản vật chất có thể lưu trữ trong nước và miễn nhiễm với lệnh phong tỏa hay tịch thu từ bên ngoài, mà còn giúp Nga bảo vệ nền kinh tế trong thời kỳ biến động và đảm bảo khả năng tiếp cận các hàng hóa thiết yếu khi bị cô lập. Ngoài ra, việc gia tăng dự trữ vàng của Nga còn là bước đi chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la. Nga đang cùng với các đối tác ngoài phương Tây, đặc biệt là các thành viên nhóm các nước kinh tế mới nổi BRICS và các nước Trung Đông, xây dựng một trật tự tài chính mới để thoát khỏi quyền kiểm soát của đồng đô la. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang trên thế giới, vàng tiếp tục lập kỷ lục giá mới. Sự hợp tác sâu rộng giữa Nga, Trung Quốc và Trung Đông khiến thị trường tài chính quốc tế dao động mạnh, khẳng định vàng như một công cụ thay thế quan trọng cho đồng đô la Mỹ. Trước đó, Venezuela cũng đã có bước đi chiến lược tương tự. Khi phải đối mặt với áp lực cấm vận, quốc gia này cũng lựa chọn vàng như giải pháp thoát hiểm. Bị cô lập về tài chính và thiếu nguồn lực vận hành nền kinh tế, Venezuela đã gửi vàng thỏi sang Iran để đổi lấy hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất dầu mỏ. Đây là minh chứng rằng, trong hoàn cảnh khó khăn, vàng không chỉ là tài sản dự trữ mà còn là phương tiện trao đổi linh hoạt,
một công cụ chiến lược để vượt qua phong tỏa kinh tế và đảm bảo khả năng hoạt động thiết yếu. Iran cũng đã tăng cường tích trữ vàng như một biện pháp đối phó với các lệnh cấm vận khắc nghiệt từ Mỹ và các nước phương Tây. Khi bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và gặp khó khăn trong việc tiếp cận ngoại tệ, Iran đã tăng cường nhập khẩu hơn 43 tấn vàng trong nửa đầu năm 2024, trị giá khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ, và sau đó nước này nhập thêm 12,26 tấn vàng, trị giá 779 triệu đô la Mỹ. Iran đã sử dụng vàng để thực hiện các giao dịch kiểu hàng đổi hàng với các đối tác thương mại, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, để đổi lấy năng lượng và hàng hóa cần thiết khi không thể thanh toán bằng đô la Mỹ hoặc euro. Quay lại với Nga, điểm quan trọng khác là Nga tiếp tục duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ đối với sản lượng vàng tại Trung Á và Châu Phi, hai khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên mà Nga vẫn có vai trò chủ chốt. Khi các nước châu Âu từ chối giao dịch với Nga, Moscow nhanh chóng tìm đến các đối tác mới ở châu Á và Trung Đông, xây dựng một mạng lưới giao dịch vàng ngày càng mở rộng. Những quốc gia và vùng lãnh thổ như Hồng Kông, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Armenia đã trở thành điểm đến chính cho dòng dịch chuyển vàng của Nga. Số liệu từ Dunia News cho thấy, tính đến tháng 3 năm 2023, UAE đã nhập 75,7 tấn vàng Nga trị giá 4,3 tỷ đô la Mỹ so với chỉ 1,3 tấn vào năm 2021. Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nhập khẩu vàng Nga, mỗi nước mua khoảng 20 tấn vàng trong cùng thời kỳ. Hồng Kông cũng đã nhập 20,5 tấn vàng trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Ngay cả Thụy Sĩ, một trong những trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ vàng Nga. Năm 2022, Thụy Sĩ nhập khẩu 75 tấn vàng từ Nga, và đến năm 2023, nước này tiếp tục mua 8,22 tỷ đô la vàng từ UAE và 3,92 tỷ đô la vàng từ Uzbekistan. Đây đều là quốc gia đã nhập khẩu vàng Nga và chuyển giao cho Thụy Sĩ. Bất chấp hơn 16.000 lệnh trừng phạt từ phương Tây trong nhiều lĩnh vực chiến lược kinh tế, Nga vẫn vững vàng với mức tăng trưởng ấn tượng 3,6% vào năm 2023. Theo số liệu chính thức trong năm nay, nền kinh tế nước này tiếp tục tăng trưởng 5,4% trong quý 1 và 4% trong quý 2, chứng minh rằng các biện pháp trừng phạt không làm lung lay được sự ổn định kinh tế của Moscow. Việc tập trung vào vàng cũng mang lại cho Nga nhiều lợi thế. Thời gian qua, giá vàng đang trên đà tăng mạnh, ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất từ năm 2010, gây sự chú ý lớn trên thị trường tài chính toàn cầu. Thậm chí mức tăng này đã vượt qua 25,1% của năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu vàng tăng vọt. Theo số liệu từ sàn giao dịch New York, giá vàng đã tăng 28,1% từ đầu năm 2024 đến nay, vượt xa cả mức lợi nhuận 20,8% của chỉ số S&P 500, bao gồm cả cổ tức tái đầu tư. Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu leo thang, các chuyên gia dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng, mang lại thêm lợi thế cho Nga. Dự báo này càng được củng cố tính khả thi khi không chỉ Nga hay các ngân hàng trung ương tích cực mua vàng, mà người dân trên toàn thế giới cũng đang gia tăng lượng tích trữ. Tại Bắc Mỹ, trong quý 4 năm 2023, người tiêu dùng Mỹ đã chi hơn 100 triệu đô la để mua vàng thỏi thông qua Costco, một đơn vị bán lẻ nổi tiếng. Tương tự, người dân từ châu Âu đến châu Á cũng mua vàng với số lượng lớn, tìm kiếm sự bảo toàn giá trị trước các biến động kinh tế và xung đột. Ngoài vàng, Nga còn có kho báu kim loại quý khủng. Nga không chỉ tập trung vào dự trữ vàng mà còn mở rộng chiến lược sang bạc, bạch kim và palladium. Các kim loại quý đóng vai trò quan trọng trong cả công nghiệp và tài chính, đặc biệt bạc được đưa vào kế hoạch dự trữ chiến lược nhằm chuẩn bị cho các biến động tài chính toàn cầu. Theo dự báo từ Silver Academy, bạc sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với các quốc gia BRICS khi họ tìm cách phát triển các giải pháp thanh toán phi đô la hóa. Một sáng kiến nổi bật của BRICS là phát triển một loại tiền tệ được bảo chứng bằng hàng hóa, trong đó bạc không chỉ là phương tiện trao đổi mà còn trở thành tài sản nền tảng ổn định giá trị. Nga đã đầu tư vào các dự án khai thác với khả năng sản xuất 5-7 triệu ao bạc mỗi năm. Việc tăng sản lượng bạc giúp Nga củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt cho các ngành công nghiệp thiết yếu như sản xuất xe điện và năng lượng mặt trời. Chiến lược của Nga trong lĩnh vực bạc gây lo ngại cho Mỹ khi 80% nhu cầu bạc của Mỹ phụ thuộc vào nhập khẩu. Nếu chuỗi cung ứng bạc từ Nga hoặc các đối tác chiến lược của Nga bị gián đoạn, kinh tế Mỹ sẽ gặp nhiều rủi ro. Điều này càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh nhiều quốc gia khác cũng tăng cường dự trữ bạc như một tài sản an toàn và chiến lược, làm gia tăng nhu cầu toàn cầu và đẩy giá bạc lên cao, tương tự như xu hướng bùng nổ giá vàng trong thời gian gần đây.
Nếu bạc trở thành trung tâm của một hệ thống tài chính dựa trên hàng hóa, sự phụ thuộc của thị trường quốc tế và đồng đô la Mỹ sẽ bị suy giảm đáng kể, đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với vị thế đồng tiền này trong thương mại toàn cầu. Nga còn là nhà sản xuất hàng đầu về bạch kim và palladium, hai kim loại thiết yếu trong công nghiệp ô tô, sản xuất thiết bị điện tử và hệ thống xúc tác. Trong năm 2023, Nga sản xuất khoảng 664.000 ounce bạch kim và 2,692 triệu ounce palladium, duy trì vị thế thống trị với khoảng 40% sản lượng palladium toàn cầu. Các kim loại này không chỉ có giá trị kinh tế mà còn rất quan trọng trong sản xuất ô tô, thiết bị điện tử và các hệ thống xúc tác môi trường. Nga còn là một trong những nước sản xuất hàng đầu thế giới về nhiều tài nguyên quan trọng khác như khí đốt, dầu mỏ, kim loại công nghiệp và uranium. Đặc biệt, sự kiểm soát của Nga đối với nguồn cung nickel đóng vai trò quan trọng vì kim loại này cần thiết trong sản xuất pin cho xe điện, một ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Điều này gợi nhớ đến chiến lược kiểm soát dầu mỏ trong khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Nga và các đối tác BRICS đang dần xây dựng một hệ thống tài chính mới, nơi hàng hóa và kim loại quý như vàng, bạc trở thành công cụ thay thế cho đồng đô la. Nếu xu hướng này tiếp tục, sự phụ thuộc vào đồng đô la có thể giảm đáng kể, gây sức ép lên hệ thống tài chính phương Tây và tạo ra một trật tự kinh tế đa cực mới. Nga đang mở rộng tầm ảnh hưởng không chỉ ở Trung Đông mà còn tại các quốc gia châu Phi giàu tài nguyên như Sudan và Zimbabwe. Hai nước có trữ lượng vàng và platinum đáng kể. Thông qua hợp tác khai thác và đầu tư vào hạ tầng tài nguyên, Nga củng cố vị thế của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các quốc gia ít chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ở Trung Á, Nga không chỉ khai thác vàng và kim loại quý mà còn có lợi ích chiến lược trong giao dịch năng lượng. Việc duy trì ảnh hưởng ở khu vực này giúp Nga củng cố mạng lưới giao dịch hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển hướng dần khỏi đồng đô la. Nga và các đối tác trong khối BRICS đang từng bước xây dựng một trật tự tài chính mới bằng cách tận dụng kim loại quý như vàng và bạc. Những quốc gia này có thể giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la và làm suy yếu quyền lực tài chính của Mỹ trên trường quốc tế. Động thái này có thể phơi bày những điểm yếu vốn có trong hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, bắt nguồn từ việc từ bỏ chế độ bản vị vàng và sự phụ thuộc vào hệ thống petrodollar. Việc Mỹ thoát ly khỏi bản vị vàng từ năm 1971 đã khiến đồng đô la trở thành một loại tiền pháp định, không còn được hỗ trợ bởi tài sản vật chất. Trong hệ thống petrodollar, các giao dịch dầu mỏ được thanh toán bằng đô la, cho phép Mỹ duy trì vị thế bá chủ tài chính trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, nếu ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu dựa vào hàng hóa vật chất như bạc và vàng làm nền tảng tài chính thay thế, đồng đô la Mỹ sẽ bị đe dọa. Trong bối cảnh này, các quốc gia khác có thể noi theo chiến lược của Nga nhằm tăng cường dự trữ kim loại quý để bảo vệ nền kinh tế và thoát khỏi ảnh hưởng của đồng đô la. Hệ quả là thị trường tài chính toàn cầu sẽ phải thích nghi với một trật tự mới, trong đó kim loại quý đóng vai trò trọng tâm, thay thế cho những đồng tiền pháp định vốn được thống trị bởi các cường quốc phương Tây trong nhiều thập kỷ. Nga phản đòn cấm vận, phương Tây lo lắng. Khi phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với kỳ vọng làm suy yếu nền kinh tế Nga, kết quả lại cho thấy một tình thế phức tạp hơn. Thay vì sụp đổ, Nga đã nhanh chóng chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc và Ấn Độ, với hơn 90% bán cho hai quốc gia này với mức giá ưu đãi. Bên cạnh đó, Nga còn xây dựng đội tàu chở dầu riêng để vượt qua các hạn chế về vận tải và bảo hiểm, đảm bảo duy trì sản lượng 7,5 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời, Nga đã sử dụng nguồn thu từ dầu khí để gia tăng dự trữ vàng và tài nguyên, củng cố nền kinh tế trước các rủi ro quốc tế. Trong khi các quốc gia thuộc khối BRICS tiếp tục giao dịch với Nga thông qua các giao dịch phi đô la hóa, phương Tây gặp khó khăn trong việc ngăn chặn hiệu quả những biện pháp này. Mặc dù đối mặt với lạm phát lên đến 13,7% vào năm 2022, nền kinh tế Nga đã phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng 3,6% trong năm 2023 và dự kiến 3,6% vào năm nay, vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế đứng thứ tư thế giới. Nhờ vào sự linh hoạt trong thương mại và chiến lược ngoại giao năng lượng, Nga đã giữ vững ổn định ngân sách và giảm phụ thuộc vào thị trường châu Âu. Thay vì làm suy yếu Nga, các lệnh trừng phạt đã đẩy châu Âu vào cuộc khủng hoảng kép với thiếu hụt năng lượng và lạm phát, làm bùng nổ bất ổn chính trị nội bộ. Tại châu Âu, việc cắt giảm 83% khí đốt nhập khẩu từ Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Các nước EU buộc phải tìm kiếm nguồn LNG từ Mỹ và Qatar, nhưng giá thành cao đã làm tăng lạm phát và gây áp lực lên các ngành công nghiệp lớn như ô tô và năng lượng tái tạo. Lệnh cấm vận Nga đã gây ra một loạt hệ lụy không mong muốn. Nga và Ukraine vốn là các nhà cung cấp lớn về lúa mì, dầu hướng dương và phân bón.
Sự gián đoạn nguồn cung từ hai quốc gia này đã khiến giá thực phẩm toàn cầu tăng mạnh, làm trầm trọng thêm lạm phát tại châu Âu và các nền kinh tế phát triển khác. Điển hình là Anh, nơi giá khí đốt và điện tăng cao khiến chính phủ phải chi hàng tỷ bảng Anh trợ cấp để giảm bớt áp lực lên người dân và doanh nghiệp. Ở Ý và Pháp, lạm phát tăng cao đã gây bất bình trong xã hội, buộc chính phủ phải cân nhắc lại chính sách cấm vận. Nhiều ngành công nghiệp buộc phải cắt giảm sản xuất vì giá năng lượng vượt quá khả năng chi trả. Phương Tây đã phạm phải một sai lầm khi đánh giá thấp khả năng thích nghi của Nga trong bối cảnh bị cấm vận. Thay vì bị cô lập, Nga đã nhanh chóng chuyển hướng dòng năng lượng sang các thị trường châu Á và Trung Đông, với trọng tâm là Trung Quốc và Ấn Độ. Nhờ các mức giá ưu đãi, những quốc gia này không chỉ đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định mà còn gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Điển hình, Ấn Độ đã tận dụng cơ hội để mua dầu giá rẻ từ Nga, sau đó tinh chế và tái xuất khẩu sang châu Âu. Nghịch lý này cho thấy dù châu Âu thực hiện cấm vận, họ vẫn phải mua gián tiếp năng lượng có nguồn gốc từ Nga thông qua các trung gian như Ấn Độ và Trung Đông. Nguồn thu từ năng lượng cũng được Nga sử dụng để tăng cường dự trữ vàng và tài nguyên chiến lược, giúp củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các biện pháp trừng phạt. Song song đó, các quốc gia BRICS tiếp tục giao dịch với Nga, làm suy giảm hiệu quả của cấm vận do phương Tây áp đặt. Tại châu Âu, lệnh cấm vận đã gây ra khủng hoảng năng lượng trầm trọng, làm phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ EU. Hungary và Slovakia công khai phản đối các lệnh trừng phạt mới vì lo ngại ảnh hưởng kinh tế. Trong khi đó, Đức và Pháp đối diện với áp lực lớn từ dư luận do giá năng lượng tăng cao và sự bất mãn xã hội. Mùa đông sắp đến có thể càng làm trầm trọng thêm tình hình, buộc các quốc gia EU phải tìm nguồn cung thay thế gấp rút, tạo ra những bất đồng trong liên minh về việc duy trì cấm vận Nga. Sự chia rẽ này khiến EU trở nên thiếu nhất quán trong chính sách đối ngoại. Trong khi Nga vẫn duy trì ổn định và tiếp tục mở rộng mạng lưới thương mại phi phương Tây, Nga thể hiện vị thế mạnh mẽ khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh BRICS, khối gồm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trong hội nghị, các nhà lãnh đạo BRICS đưa ra nhiều tuyên bố gây chấn động, nhấn mạnh rằng tiềm lực kinh tế của khối này đã vượt qua nhóm G7. Theo Tổng thống Putin, vào năm 2024, BRICS sẽ chiếm 36,7% nền kinh tế toàn cầu tính theo sức mua tương đương PPP so với 30% của G7. Khối BRICS đang nỗ lực xây dựng một hệ thống tài chính mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la và đối phó với các biện pháp trừng phạt tài chính từ phương Tây. Điển hình, Nga đã yêu cầu các đối tác thanh toán khí đốt bằng đồng nội tệ, trong khi Trung Quốc và Ả Rập Saudi đã bắt đầu sử dụng nhân dân tệ trong giao dịch dầu mỏ, đe dọa vai trò thống trị của đô la Mỹ trong thương mại quốc tế. Sự chuyển hướng này không chỉ làm suy yếu hiệu lực của các biện pháp cấm vận mà còn tạo ra nguy cơ lạm phát và suy giảm quyền lực kinh tế của Mỹ. Trong khi nợ công tại phương Tây ngày càng chồng chất, BRICS dần trở thành trung tâm kinh tế mới với trọng tâm là các thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Nga đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình định hình một thế giới đa cực mới, vượt qua trật tự đơn cực do Mỹ và các đồng minh phương Tây dẫn dắt. Những nỗ lực này phơi bày điểm yếu trong chiến lược cấm vận của phương Tây, khiến các quốc gia này phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng đối với vai trò của đô la Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Nga đang sử dụng các mạng lưới tài chính mới cùng sự hợp tác trong BRICS để tạo ra một trật tự kinh tế ít phụ thuộc vào các công cụ quyền lực truyền thống của phương Tây, đẩy mạnh quá trình dịch chuyển sang một hệ thống tài chính đa cực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại trong những video tới.